Sáng nay, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi tiếp đoàn cán bộ Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Lào do Trung tướng Kham Phết Sỉ San Nôn, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Lào làm trưởng đoàn, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thứ trưởng Vũ Hải Sản khẳng định, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua tiếp tục được hai bên chú trọng triển khai theo hướng thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực hợp tác đào tạo, trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, ủng hộ phương hướng hợp tác giữa hai tổng cục thời gian tới. Thứ trưởng Vũ Hải Sản đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu tổ chức hoạt động khám chữa bệnh, tặng quà cho nhân dân khu vực biên giới, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực các chuyên ngành hậu cần. Trung tướng Kham Phết Sỉ San Nôn bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để Tổng cục Hậu cần hai quân đội tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác hiệu quả, thiết thực, góp phần tiếp tục tăng cường xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Trước đó đã diễn ra buổi làm việc giữa Tổng cục Hậu cần Quân đội Việt Nam và Tổng cục Hậu cần Quân đội Lào. Hai bên đã đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua và đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới.